Hello mọi người nha, cảm ơn mọi người đã quay lại video có Thái ha. Này mấy bốn anh em đi biển nè. Này trời lên lên cục đá vàng á trên bãi thơm mọi người. Lâu quá không đi lên đây nè, lên đây chơi. Anh Tường với mấy anh em đi hết rồi. Giờ mình chuẩn bị xuống biển này. Này mấy anh em bắt ốc không mà chứ không nên bắn cá à. Này anh Tường nhỏ quá, anh Tường không bắn cá đi bắt ốc. Với mất nhâm. Mình thì đi bắn cá. Rồi xuống biển nha mọi người ơi. Hôm nay không có cá rồi. Đây là con sò mồng nha mọi người. Đó, có cái mồng như nè. Đây là sò mồng. Đây là sò tô. Đặng lặng bắt sò tô. Sò tô. Đây. Xuống đây xô thành quả cho mọi người coi. À. Ê, có con sò tô đẹp chưa ta? Nghe không? Nhiều không? À. Sột
tô nè, sầu mộng nè, vỏ sầu tô là đẹp ghê ta. Này là cọ biên mai, lấy còi thôi. Chôm chôm kéo được, được. Cá năm con như đang có cá bự cái nhỏ nhỏ thôi à. Nó vậy tờ đây ốc rồi. Rồi còn con cua nó ăn được gì đây? Thôi 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 cho ơi, không biết cua đó cua gì luôn mọi người ơi. Ốc voi sò tô các kiểu, cờ cua hai ốc voi ngon lành bự đang luộc. Mày không có đem muối ớt, không có chanh đường gì, không có gì, không có chanh, không có ớt gì trơn, có muối không à. Thiệt chứ tằng nó chới nè, nước chấm nhum nó cậy nhum ra nó bỏ. Rửa tay tằng ơi, cái tay mày đấy không kìa, làm nước chấm nhum mà trời ơi nè, bỏ nhum vô đây với muối quậy nát ra hồi chấm ăn thôi. Rồi con xong rồi đại dương ơi, nhum nhiều ghê mà không bắt ít gì trời, bắt có 4 con trời. Ôi ngoài kia nhum bự bự không đâu. Thôi mời mọi người con sò tô nha, nóng quá nóng quá. Đây là thằng Đằng nó chế xong chén nước chấm nhum rồi mọi người. Thiệt chứ quả trời đậu thiệt chứ. Cái mâm lên Tường, lấy cái mâm lên đựng đồ anh Tường ơi. Rồi chấm cảm nhận thử đi. Để đi nó sôi rồi, để đi. Gỡ đi nó sôi rồi, tiêm gì nữa. Không có miếng đường vô không? Trời ơi là trời. Chắc chế nữa rồi. Thì cũng được, cũng mặn mặn cũng được. Để mẹ kê đại đi. Mẹ em vừa mặn mà đi nữa. Để mâm đường vô em. Đưa anh. Cái đánh vậy. Cái đó là mẹ. Ok. Tức là nói là lời thích con mẹ. Mày quả khép tao luôn. Rồi đây. Rồi lên bia đây. Vô đây. Wow. Rồi đừng có lắc nữa. Rồi chứ tặng. Đường, lần thứ hai thanh đường. Chấm thật dữ quá chiêu. Cho anh Tường luôn người. Cái tội chỗ đem đồ theo che mà à. Ê, cái này của tao để ké tôi thấy rồi. Mọi người sao tôi nha à, không trước rồi đã trong trước sao không ngon hơn à. Rồi nó ngọt má ơi ngọt. Rồi để ý nha, đi chơi nhớ đem theo chén kiểu hay chén ấy nè. Đừng xài chén mũ. Xài ghé. Khát quá à thằng ơi. Khát trời ơi. Chấm thử miếng này ra trời. Sao trời. Đi bao. Đục quái gì. Nó cũng măng măng còn ngọt không ngờ rảo. Đó đã mà nó hết mưa lạnh gì đâu. Trời ơi. Vô cái này. Đúng lòng rồi hả? Đúng lòng nha. Cá mọi người ơi, cá. Thôi mình ăn chậm chết đi. Làm gì làm cũng sao qua cá được. Người thông cảm nha, bắn gần bờ mới cá bự luôn nha. Ngày mai á, ngày mai mình làm tour đi ăn khới với sư phụ. Sư phụ Hoàng bắn cá bự. Mày thử sao? Xuống lại đây. Mày làm gì nữa? Mày biết không? Mời mọi người ăn miếng cá chém chết nha. Má ơi, cá này ăn không nó cũng ngọt rồi má ơi, khỏi chấm gì luôn á. Đi đâu để coi. Cu hài hay tu hài? Tu. Cu à? Tu. Tu. Cu chứ nó con cu mà. Vô đây. Thời đại này còn ăn ta. Em tụi bắt con tu hài nè. Thấy tao. Còn cái lít mặt biển nè. Bỏ cái đậu ra.
dứt cắm không dứt cắm gì nữa dứt nguyên cái luôn này đang sống nữa toàn dứt trời ăn hết luôn ngọt ngơi quá còn con nào đó không còn con nữa để em mà giống như thần thủy trời ăn thôi ăn không có gì chín đâu đó cha trời ơi là trời chín nữa rồi là chín lắm làm gì đấy còn ở đâu mà mày quay đấy không còn này ạ con này ngon ký cộng nó bán nhiêu cái sự bởi cơm này ký nhiêu phải mấy 300 nha giờ nóng đây cho nó ngon trời ơi quay em thấy em từng bắt được con tua hoài nè à thấy đâu cho mấy clip lặn biển nè lột cái đầu ra dứt còn cái này chấm ăn không dứt chấm gì nữa dứt nguyên cái luôn cái này nó ăn sống không hả anh Tường dứt ừ trời ăn hết luôn từ 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 lột ngơ quá còn con nào đó không có một con à trời ơi trời ơi còn con thấy còn con để em đây một loài ốc chắc kiểu anh em nhậu trong cái hốc đá nè mọi người thấy không à, mượn coi mượn quay cái đằng đây con còi chôm cảm ơn đằng nha chôm chôm mượn thấy không ngon không cướp của con tằng nha mọi người con này ngon lắm con này ký còi nó bán nhiêu lên cái sự còi trên này ký nhiêu 200 mấy 300 phải không 200 mấy mắc lắm còn mắc lắm ký nguyên vỏ thì có 50,000 à bốn người nhỏ rồi người nữa hả thơm ngon rồi ăn gì vô lưỡi đây đó ăn gì vô lưỡi mọi người hết luôn rồi đây. Đây là đi có sáp ở đấy sự ăn sáp nè ấp voi của sáp mọi người hết chỗ đây nè thật sự nó khuôn ốc voi mọi người đó mình luộc mình giữ cái ốc vỏ ốc voi nha mọi người vỏ cho bán 15-20 ngàn á 20 ngàn ốc vỏ bán cho người ta đặt cái bạch tuộc á thật sự đang làm gì không đang lấy cái gan cái trong gà nóng không cổ tay nè nóng cổ tay nè nóng lắm mọi người miếng còi nha đây mình ăn ăn đáng quá rồi đây tụi mình ăn sang lắm miếng còi miếng mai ăn cái còi thôi chứ không ăn không ăn thịt đâu trời ơi sáu một kích rồi sáu kìa miếng còi nha chấm mà nước chấm thằng thánh của ông tặng là nước chấm đúng thằng thánh luôn ăn sáu hả chứ không ngon ăn miếng còi nha, còi chôm chôm nha. Trong con ốc ngon lên cái còi này. Ê. Như gặp dịch dùng chứ. Dính gần chết luôn. Rồi ăn miếng còi, còi này còi chôm chôm nha. Bự ghê không? Bự. Thôi sẵn lại cho nó. Lẹ trời ơi, má mời quá chén này. Ngồi bây giờ bé phải ăn, uống rồi nó lo. Hết rồi uống rồi là cứt luôn. Sao lon gì? Sao lon gì? Vô một tờ đi. Được. Đó. Sao dính gần quá. Dính gần. Ăn này cắn cái mặt ra trời đắng ngát luôn nội. Khôn khôn. Ăn này mà ăn không không có. Vô bỏ cái mặt không có chành. Không có bớt chành sao sao. Đúng tới. Chán đời hả? Giả luôn này giống như tồn quá, nhậu xin tồn quá. Ăn gì trời. Gì?
má ơi, má ơi, ốc chó ngon má ơi. Không ngon, không ngọt, cảm giác ngọt hả? Quay lên đây. Quay trong trả lại nghe, không quay trong lấy chết mẹ. Được không? Đẹp lên từ, đẹp lên từ. Cô thử trong đẹp lên từ. Cô nói không được. Lao con chim con nào con thịt cha. Ôi ăn 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 cóc voi ngon mà ơi. Ăn nó đắng khổ thiệt đó mà nó đắng. Nó không nhiều mà. Thì đó. Quá nữa. Mà người miếng cóc voi nha. Ăn đúng rồi ăn không có ngọt ha. Thấy chưa? Chắc 2 giờ. Rồi, vô làm cái mâm này ngon. Tôi không biết nhưng mà tôi ba lon. Trời ơi, cục còi ngon. Mời mọi người cục còi nha. Ăn không ngon. Rồi xin chào. Đấy. Từ Vivena thành phi mát đồng câu không nhìn ông từ giống người dân tộc quá. Ăn hết cái mâm mới về nha. Thèm gì ăn lớn rồi đó. Đây có cái hốc đá nè, tránh mưa tránh nắng rồi nè, thấy không? Thấy mấy tôi tặng luôn rồi đó. Mấy anh em thì đang dọn dẹp lon bia mà để đây nha, cho mấy anh hai tí sự ra lụm về bán cho mọi người. Nó quăng xuống biển nha, quăng trên bờ thôi. Đó thấy không? Dọn dẹp sạch sẽ đúng không? Thấy chưa? Làm gom ba cái đồ mình vô đây nữa đó, mình không phải làm rồi. Lâu lắm trời, mới cảm giác thoải mái luôn á trời ơi. Một mình một cõi cho mọi người à, thấy không? Một mình một cõi trên hòn nè. Cái này chỉ là cục đá vàng à. Đẹp ghê. Cái này nước biển cũng hơi trong trong. Ở trên đây vẫn hơi trong. Nè quay cho mọi người coi thấy không? Chẳng thấy đáy chứ nha mọi người. Thôi cảm ơn mọi người đã xem video nha. Mọi người nhớ like, share, comment và đừng quên tặng cho mình cái đăng ký nha mọi người. Lên đường về. Về mọi người ơi. Thầy thợ nó ngồi giùm cái đi. Ra luôn á Tài ơi. Quán Tài là anh hai, anh hai thấy sự. Anh hai ở Trần thấy đẹp trai hơn cái Trần. Dễ hơn. Tối đi đứng gã đó hai.